chào các bạn đã quay trở lại với LC Thiên Long Quần bò Nam đẹp. Chúng tôi là đơn vị chuyên nhập khẩu, sản xuất, bán buôn, bán lẻ các mẫu quần jean nam số 1 trên thị trường. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đo size quần để khi các bạn mua quần, các bạn có thể chọn được mẫu quần vừa với cơ thể và chọn được mẫu quần đẹp lý nhất nhé các bạn. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đo size quần. Đầu tiên thì các bạn hãy kiếm trong tủ đồ của mình một chiếc quần jean hoặc là một quần kaki các bạn với anh em và anh em có thể ưng ý nhất. Thì anh em chuẩn bị cho tôi là một thước dây, một chiếc bút và một tờ giấy. Đầu tiên thì anh em đo cặp quần. Ở đây thì tôi sẽ đo cặp quần của tôi có số đo là 40. Vì đây là mặt trước của chiếc quần nên là khi mà đo cả một vòng hông này thì các bạn sẽ có số đo là x đôi đi, nó sẽ là 80. Sau đó thì các bạn đo mông. Mông thì các bạn sẽ đo từ dưới đáy lên. Các bạn lấy điểm chuẩn là 10cm ở phần trên này nhá. Từ dưới đáy lên phần trên này là 10cm này. Các bạn đo sang ngang. Đây, các bạn đo sao mà để thấy được là từ phần đây, phần điểm chuẩn của các bạn lên phía trên cặp quần này bằng cả phần phía bên ngoài, phía sườn quần. Đó, kích thước của mình là 47. 47 thì các bạn không x lên nha, vì đây nó chỉ là một lửa của chiếc quần thôi. Đó, sau đó thì các bạn tiếp tục đo cho mình từ phía dưới đáy này xuống phía dưới khoảng 2 phân. Rồi các bạn đo sang ngang là 26. Thì các bạn sẽ có được số đo của phần đùi đó là 52. Rồi tiếp tục các bạn đo cho mình là ống quần. Ở phần ống quần đây thì đây là ống quần suông, đây là ống quần nó sẽ rất là rộng rãi và thoải mái nên các bạn không cần phải đo về phần ống quần đây đâu. Chỉ khi nào mà các bạn mua quần bò ống cun thì ống có thể là nó hơi chật thì các bạn mới phải đo. Nhà mình vẫn đo luôn cho các bạn. Mình đang hướng dẫn các bạn mà. Đây, mình là 18. 18 nó sẽ là 36 nha các bạn nha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ tiếp tục đo từ dưới đáy lên phần cặp quần. Mình sẽ có số đo của mặt trước chiếc quần là 27. Mình lại tiếp tục đo mặt sau từ dưới đáy lên phía trên cặp quần các bạn nha. Mình là 32 và 3. Vừa rồi mình đã đo xong chiếc quần của mình. Và chiếc quần của mình là size 28. Có những số đo ra sau đây. Thì khi mà các bạn đo xong chiếc quần của các bạn ấy, thì các bạn sẽ có những số đo. Thì các bạn có thể viết ra giấy và các bạn mang ra cửa hàng để chọn mua những mẫu quần theo cái số đo kích thước đó. Các bạn có thể mua được mẫu quần ưng ý nhất và vừa vặn với các bạn. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách đo size quần. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên là like, đăng ký kênh và bấm chuông để cập nhật những thông tin mới nhất của bên mình. Muốn mua quần bò Nam đẹp thì các bạn hãy liên hệ ngay cho mình qua Zalo hoặc số điện thoại mình để phía bên dưới màn hình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.